shit regardless. Chào bạn đến với Pha Chế Online và đây là khóa học đồ uống truyền thống. Pha Chế Online có rất nhiều điểm tiện lợi như là tiện lợi này, tiết kiệm chi phí đi lại này, tiết kiệm thời gian nữa. Nhưng Pha Chế Online có một điểm bất lợi, đó là không ai thúc giục bạn thực hành đâu, nên là bạn phải nhớ là nên thực hành pha chế mỗi ngày để thuần thục hơn. Tôi là Đỗ Duy, người đồng sáng lập ra Pha Chế Online đầu tiên, nơi mà các chủ cửa hàng học được những công thức cốt thấp lãi cao. Và bài học hôm nay đó chính là mơ muối. Mơ muối là một đồ uống truyền thống có hương vị đặc biệt là mặn, và hương vị này đã có vững chắc ở trong ngành đồ uống rồi. Vậy công việc chúng ta là tạo cho mơ muối một diện mạo mới, một hình ảnh mới để nhắc nhở khách hàng rằng hãy trở về với mơ muối. Ok, tôi có một bất ngờ cho bạn với công thức của mơ muối đá. Bình thường thì tôi hay giới thiệu về đồ nóng trước, và hôm nay tôi muốn giới thiệu cho bạn mơ muối đá. Mơ muối đá bắt đầu với bước 1 là như nào? Dầm nhẹ mơ. Rồi hãy cùng tôi lấy 4 quả mơ muối ra. Cố gắng sạch sẽ nhé. Đấy, ok. Tiếp theo, dầm một phát, hai phát, ok, xong rồi. Ở đây là hay có các bạn hay nhầm là cứ đập xuống này thì nó sẽ làm nứt mẻ vành cốc, không nên đập như thế. Ok, vậy là xong bước 1. Hãy đến với bước 2 của mơ muối đá. Tạo vị. Nguyên liệu dành cho mơ muối đá gồm có nước cốt mơ và đường. Nước cốt mơ tôi sử dụng 25ml. Ok, chuẩn 25ml rồi. 25ml. Đấy. Tiếp đến 35ml đường. 25 cộng 35 bằng 60. Tôi sẽ rót đường lên 60ml. Rồi, cán mốc 60ml rồi. Rồi, rót. Vẫn như thường lệ, bước 3, làm đầy cốc và trang trí. Làm đầy cốc bắt đầu bằng 100ml nước lọc. Rồi. Ok. Chúng ta hãy đảo lên nhé. Đảo lên cho hòa tan hương vị, cân bằng hương vị, không có chỗ nào nhạt quá, không có chỗ nào đậm quá, và xác mơ nó được hòa tan đều với nước nhảy lên. Ok, tiếp đến làm đầy cốc, chúng ta cho thêm 3 viên đá to nhé. 1 2 khá đầy cốc rồi. Ok, đầy như này thì chúng ta sẽ chỉ cho 2 viên đá mà thôi. Rồi, đến phần bất ngờ cho bạn đây. Bất ngờ của tôi muốn dành cho bạn cho ly mơ muối đá này là chính là phần trang trí. Phần trang trí này tôi sử dụng lấy ý tưởng từ những người bartender. Bartender hay làm cho ly cocktail họ rất là đẹp mắt. Trước khi uống bằng miệng, chúng ta phải uống bằng mắt trước đã. Một khi mình đã thấy ly đồ uống nó ngon thì mình sẽ hướng đến cảm giác ngon, và khi mình uống vào mình sẽ vẫn hướng đến cái từ ngon đấy. Ok, phần trang trí rất là quan trọng. Rồi, đầu tiên phần trang trí này chúng ta cần sử dụng dụng cụ là kẹp chanh. Kẹp chanh này bằng gang nhé. Có một loại nữa là bằng inox, nhưng inox thì không làm được phần trang trí này, chỉ bằng gang mà thôi. Rồi, đây là cái dụng cụ kẹp chanh, nhưng mà nó có thể làm ra trang trí rất là đẹp. Trang trí này gọi là hoa đá, bông hoa bằng đá. Tôi sẽ cho giải đá bào lên này, đến tầm 2/3. Yeah. Gập xuống, cho ngón cái tay phải, tay thuận
giữ vào đây, một tay bên còn lại cầm một thanh và ấn xuống và để nghiêng dòng nước. Đá càng ít nước thì làm hoa đá càng dễ. Phần trang trí này rất là đẹp mắt mà nó có giá là bao nhiêu, có giá cốt là bao nhiêu? Hoa đá trang trí rất đẹp mắt nhưng có giá cốt là 0 đồng. Đó. Ok, lật lại này, ấn vào những các lỗ này, ấn vào các lỗ này để đẩy cái hoa đá xuống. Và rồi đây chúng ta đã đẩy xuống cái mặt này. Đây nhá, phần này quan trọng này, rất là dễ vỡ hoa đá. Áp tay vào, nghiêng. Ok. Phần hoa đá này các bạn nhìn có thì có vẻ cầu kỳ, nhưng mà cái này đúng là cầu kỳ thật, nhưng mà chúng ta có thể chuẩn bị trước. Chuẩn bị trước, tí tôi sẽ hướng dẫn cho bạn. Ok, bây giờ tôi sẽ đặt hoa đá lên mặt tiếp xúc với đá. Ok. Với đồ đá chúng ta cho ống hút nữa. Đấy, như thế này là tôi quên đấy. Chúng ta nên cho ống hút và thìa trước, sau đó cho hoa đá vào sau. Rồi, tiếp đến là hoa đá này đã là một cái vẻ bắt mắt rồi. Bây giờ tôi muốn cho thêm mùi hương nữa. Đây, ví dụ như khách uống như này thì khách rất dễ dàng là ngửi ở trên mặt cốc. Hương ở đây tôi muốn sử dụng hương hoa hồi. Hoa hồi này rất thơm và nó có mùi hơi giống giống của mơ muối. Rất thơm. Rất giống mùi của mơ muối và màu sắc nữa. Màu sắc rất hợp với mơ muối nên là tôi chọn sử dụng hoa hồi để làm trang trí. Ok, tôi sẽ sử dụng cái bông hoa lành lặn hơn. Đẹp hơn. Đeo cái hơn. Đây, bông này có vẻ đẹp hơn này. Đối xứng. Thả vào. Nhẹ nhàng lắm nào. Ok. Vậy là chúng ta đã xong ly mơ muối đá. Tổng kết công thức mơ muối đá. Mơ muối quả 4 quả. Nước mơ muối 25ml. Đường 35ml. Đá viên 2 viên. Nước lọc 100ml. Hoa hồi 1. Bước làm. Bước làm mơ muối đá. Bước 1. Dầm mơ. Cho 4 quả mơ vào cốc thủy tinh. Dầm nhẹ quả mơ. Bước 2. Tạo vị. Rót 25ml nước mơ muối và 35ml đường vào cốc. Bước 3. Làm đầy cốc và trang trí. Rót 100ml nước lọc vào cốc. Cho 3 viên đá viên. Sử dụng kẹp tranh tạo hình hoa đá. Thả hoa đá nhẹ nhàng lên mặt cốc.
thả một bông hoa hồi lên hoa đá.